Rồi, phần phát âm nha. Của Universal Healthy Living trang bao nhiêu? Trang 10. Trang 10 pronunciation, phần phát âm các bạn ơi. Bây giờ phát âm nào khác thì khoan vào. Cough, enough, through, laugh. Bây giờ chúng ta phải coi chữ GH nào khác này. Giờ chúng ta sẽ coi phiên âm ho là cough nhá, đọc theo nào. Cough. 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 Nha, vậy là chữ GH, các bạn để ý cái chữ GH đó của cô. Cái chữ GH đó là chữ F. Khi phát âm nó khi phát âm cái chữ đó là chữ F đó. Cough. Cough. Đây. Cough. G O U G H, cái chữ G H này đọc là F. Cough. Cough. Enough nè, enough nè, enough nha, mình có chữ enough nha. Enough. Enough. Đọc luôn enough. Enough. Ghi vào. Enough. Nó vẫn là chữ F cho cô. Through là cầm gạch chân ngang, gạch chéo cái từ G H đó đi, nó bị cầm rồi. Đây, câm mỏ rồi. Không phát âm chữ GH đó. Thường cái chữ GH các bạn sẽ phát âm là chữ F. Câu D, laughter. Laughter. Nó là chữ F luôn các bạn nhá. Laughter. Vậy thì các bạn khoan vào câu C cho cô, bởi vì câu C nó bị câm cái âm đó rồi. Sang câu số 2. Dolphin là chữ gì? Chữ F, chữ PH đó đọc là gì? Là F luôn đúng không nào? Dolphin. Nhá, uphill. Earphone. Alphabet. Rồi, uphill nó không phải là phờ. Rồi đến chọn câu nào? Chọn câu B, bởi vì cái từ uphill của chúng ta đọc là uphill luôn, nó không phải là phờ nha. Mấy câu kia là phờ cho cô. Mấy câu kia là phờ. Alphabet. Rồi earphone, uphill, khoan vào câu B. Sang câu 3, night. Rồi từ bây giờ chữ GH này, chú ý chữ GH này, đối với phiên âm quốc tế này. Rồi. Night. Ồn ào quá. Night. Cái chữ GH đó câm rồi, gạch chân đi, gạch chéo đi. Chữ GH câm rồi, night. Night. Rồi, cái chữ top nào. Cái chữ not. Top của chúng ta mạng chậm quá, máy chậm quá. Top là chữ phở, gạch chân ghi vào chữ phở cho cô B là chữ phở. Cô B là chữ phở. Cô B là chữ phở. Câu C, fly, câm rồi, gạch chân đi, gạch chéo cái chữ GH đi. Câu C gạch chéo chữ GH và câu D2 cũng câm luôn. Nhá, night, tough, fly, flight, high. Các bạn khoan câu nào? Đúng rồi, câu B nó không bị câm, còn câu kia nó câm hết. Sang câu tiếp theo, 8, thì cái chữ A đó đọc là A, about là A, amazing là A, và above là A, câu A. Sang câu số 5 đấy. Learn là chữ ơ rồi. Early là ơ rồi. Earth là ơ rồi. Here là âm ear. Here. Đúng không? Rồi, ở khoan vào câu D. Được chưa? Lần sau làm đại có nhớ hay không hay đâu quên luôn. Rồi, các bạn xuống bài dưới. Cái nào là phờ, cái nào là vờ viết vào. Viết bên dưới này. Benefit là phờ. Ghi vô. Volleyball là vờ. Sẽ ổn. Fruit là phờ. Vegetable là vờ. Fruit là phờ. Rồi vitamin là vờ. Laughter. Laughter là chữ phờ. For là phờ. Love là vờ. Đấy. Physical là phờ. Activity là vờ. Được không? Rồi xong nhá. Xong bài 1, bài 2 nhá. Rồi sang bài Vocabulary and Grammar, bài số 1, trang số 10 luôn cho cô. Rubbish là gì? Ghi nghĩa vô. Rubbish là rác, ghi vào. Rubbish. Fast food, đồ ăn nhanh. Đồ nhanh ăn. Fresh vegetable là gì? Rau củ. Chữ fresh là tươi, đúng rồi, rau củ tươi. Snack là gì? À, bim bim, ăn nhẹ đó. Ăn vặt. House cleaning, lau nhà. Và outdoor activity. Rồi số 1. Số 2. How cleaning. Đọc lại coi. How cleaning. House cleaning. Number 3. Rubbish. 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 Number 4.
Fresh vegetable. Number 5. Outdoor activities. Number 6. Fast food. Rồi chúng ta xuống bài số 2 các bạn. Thêm 3. 3 từ vào. Bây giờ fruit số 1, fruit and vegetable tức là trái cây và rau củ, các bạn thêm 3 từ vào. Có pumpkin là bí ngô rồi. Thế bây giờ chúng ta thêm cái gì vô nữa? Đó, thêm gì vô nữa? Còn bí ngô rồi, mình lớp 6 mình học quá trời rau củ rồi, trái cây rồi. Táo nè. Apple gì nữa? Cam nè, orange, cà rốt là gì? Carrot này, dưa leo là gì? Cucumber. Potato. Nhiều lắm. Potato. Nhiều mà. Cà chua. Tomato. What? Một nhóm thì biết ba từ vào. Cái nhóm này có trái cây và rau củ thì biết thêm ba từ vào. Nhớ là những hoạt động mà có lợi cho sức khỏe biết thêm vào. Những cái hoạt động không có tốt cho sức khỏe biết vào. Những cái vấn đề là sức khỏe biết thêm nào. Ở đây nó cho một từ thôi, mình phải biết thêm ba từ nữa. Ít nhất ba từ. Mình đánh apple gì nữa. Ui dồi, tự nghĩ đi. Apple, potato. Bây giờ mình có pumpkin là gì? Pumpkin là gì? Pumpkin là bí ngô. Nó cho sẵn bí ngô rồi, bây giờ biết thêm cà rốt nè. Dưa chuột nè. Táo nè. Dưa leo nè. Dưa leo, táo, cà rốt nè. Rồi gì nữa? Cam này. Nhiều không? Onion này. Đầy. Potato châu này. Cà chua là tomato này. Tomato. Vân vân. Và mây mây. Câu số 2. Những hoạt động mà có lợi cho sức khỏe, đánh răng. Brushing. Brushing your teeth, đánh răng. Mình thêm vào hoạt động có lợi cho sức khỏe nào? Wash your face. Rửa mặt. Washing. Thêm chữ in vào. Your face. Tập thể dục nào? Doing. Exercise. Washing. Doing yoga này cũng được này. Bao nhiêu cái vấn đề mình đã học rồi. Bao nhiêu cái thứ mình đã học rồi. Những cái hoạt động mà không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều snack mà mặn. Rồi ngoài những cái ngoài cái đó còn cái gì? Thức khuya là gì? Stay up late. Rồi gì nữa? Có những hoạt động mà không tốt cho sức khỏe. Ăn uống nước ngọt là gì? Eat fast food. Eat fast food. Ăn gì nữa? Thêm in vào cho cô. Drinking, eating. Drinking, soft drink. Uống nước ngọt hết. Flu. Flu là gì? Hàm cúm. Sâu răng là gì? Toothpick. Gì nữa? Acne. Một chút cá. Gì nữa? Cháy nắng là gì? Get burn. Rồi đau bụng, đau đầu. Học lớp 5 rồi, hết trách. Cha nhà nó đi buồn nào. Thôi như thằng kia dí hả nó. Thằng nào khóc không? Ra tát xem cô đúng một cái không? Gì vậy? Tofu là đậu hũ quá. Đúng rồi. Chép là liếm là sao gì vô ạ? Ừ, không phải, muốn nước mẹ. Bi là gì? Bờ in bờ sở. Thùng rác con. Cô cái chỗ mà từ quê không đọc.
Ừ. Xong chưa? Số bài 3 được chưa? Tofu, dịch nghĩa ra tofu, đậu hũ. Đậu hũ. Fit, cân đối giữ dáng. Đi với gì? Đi với keep, chap lip. Môi khô. Môi khô nứt nẻ. Weigh, cân nặng. Và các bạn ghi cho cô cụm từ put on weigh. Put on weigh. Tăng cân. Tăng cân. Put on weigh là tăng cân. Tăng cân. Cho cô tôi một cái tát bỏ đi làm bài của cô vào đi. Tối nay chưa làm bài, tối nay có tối nay mình đi đâu? Lái xe. Thi hả? Chưa. Rồi. Ham là gì? Ham là có hại, ghi vào ham là có hại. Bin là gì? Thùng rác. Bây giờ chúng ta sẽ viết vô. Số 1, doing housework là làm việc nhà, là một loại bài tập thể dục. Doing housework is a kind of exercise. Nó giúp bạn keep gì? Keep và đi với fit. Keep you fit là giúp bạn giữ dáng. Vậy mà mấy đứa này lười như hủi, không bao giờ làm việc nhà. Câu số 2, một vài người ăn chay bây giờ vest. Vegetarian là người ăn chay các bạn. Main food, đồ ăn chính của người ăn chay là ăn là cái gì? Và rau. Người ăn chay ăn cái gì? Ăn đậu gì? Ăn đậu tofu. À, ăn đậu hũ và rau. Ăn chay họ chỉ ăn vậy thôi. Câu số 3, physical activity. Những cái hoạt động về vật lý, về thể chất á, như là running á, chạy á, giúp bạn. Loss là làm giảm. Giảm cái gì? Giảm cân. Giảm cân là weight. Loss weight. Câu số 4 nào. Bọn họ ở gì? There should be more. Nên có nhiều cái gì hơn ở nơi công cộng? Thùng rác. Bin, viết vào. Nên có nhiều thùng rác ở nơi công cộng hơn. Câu số 5. Đọc ở trong cái dim light. Đọc trong cái dim light thì làm cái gì cái mắt của bạn đây? Có hại cho mắt của bạn. Ham. Câu số 6. Cold weather là thời tiết lạnh. Kho là gây ra. Chap lip. Chap lip là gì? And skin là gì? Và da khô. Rồi số bài dưới. Viết đúng cái từ trong cái đám từ người ta cho đây này để mô tả nhóm công việc bên dưới. Dịch trước. Taking a bath là gì? Taking a bath là gì? Đố mấy đứa? Tắm à? Tắm gì? Tắm bồn. Tắm bồn chứ không phải tắm loài. Tắm bồn tắm. Soft drink là gì? Nước ngọt. Rồi. House cleaning. Cycling. Cycling. Bên trên những cái từ bên đạp xe đạp. Fast food. Và acne. Rồi acne, một chân cá. Điền vô. Bây giờ nó có keyword là những cái từ mà chìa khóa. Khi mà con ví dụ câu example, câu ví dụ này các bạn nghe cho cô này. Clean water là nước sạch. Shower gel là sữa tắm. Clean towel là khăn tắm. Vậy thì khi mà đọc ba cái từ đó con sẽ liên tưởng đến cái cụm từ gì? Là tắm bồn. Tắm. Nếu con đến tắm là chúng ta có từ tắm, đó là taking a bath. Ok chưa? Vậy câu số 1 các bạn nói cho cô nó mắc cái gì vậy? Fried chicken là gà chiên. Gà rán. Rồi gà rán là khoai tây chiên này. Chuỗi nhà hàng, chain restaurant là chuỗi nhà hàng. Popular là phổ biến. Vậy nên là cái gì? Fast food chứ cái gì nữa? Giống như là mình ăn ở Kentucky rồi cái gì đó. Jollibee đó. Đi ăn gà rán đó. Nó là fast food đấy. Ăn nhiều không tốt đâu. Rồi câu số 2 các bạn để ý cái từ bike là cái gì? Bike là xe đạp. Helmet là gì? Mũ bảo hiểm. Su là giày. Pass là con đường. Nhá, vậy thì cái này liên quan đến đạp xe đạp. Cycling. Viết vào cycling. Cái câu số 3 nói cho cô. Nó là cái gì mà có ga kia? Nước đồ uống ngọt mà có ga là cái gì? Là soft drink. Nước ngọt có ga. Câu số 4. Bạn nào nói cho cô? Bird in white. Đen và trắng.
Rồi đúng rồi, những cái đốm pimple là đốm đốm đen trắng ở trên cơ thể, đặc biệt là trên mặt. Nó màu đỏ mà. Acne. Thâm lại đen luôn rồi còn. Bị trứng cá thâm cả cái mặt lại, đen cả mặt ra mà kêu. Rồi tiếp theo. Là bị nhè. Hot rag, chổi, broom, cái dust pan là hot rag. Rồi tiếp theo, broom là cái chổi. Rồi water là nước, floor cleaner. Nước lau nhà. Rồi cái gì? House cleaning, viết vào. Có làm kịp không Uyên? Rồi, số 1 fast food, số 2 cycling, số 3 là soft drink, số 4 acne và số 5 house cleaning. Số bài dưới, sắp xếp cho cô đi. Bài dưới nào? We đứng đầu câu rồi. We gì? Động từ là eat. À, we eat a lot of. A lot of này. Không được, the flu là cảm cúm. Ăn nhiều cái gì phải một danh từ. Ăn nhiều cái gì, chúng ta ăn nhiều cái gì để mà cái từ prevent là ngăn chặn, phòng ngừa. Ăn garlic là tỏi đó các bạn. Ăn tỏi để phòng ngừa cái gì? Cảm cúm. À. Đúng rồi. Đọc lại cả câu cho cô nghe. Prevent the flu. Đọc lại đi Lý. Garlic to prevent the flu. Câu số 2. Suy nghĩ đi, rồi lát đọc đáp án cho cô. Rồi câu 2, bạn nào biết đọc cho cô nghe. Pisu nào? People do not. Đúng rồi. People do not have much stress. Mọi người không có nhiều căng thẳng in the countryside, ở miền quê. Ok, very good. People do not have much stress in the countryside. People do not have much stress in the countryside. Number 3, Lee. You là bạn. Bạn có thể, động từ chúng ta phải có động từ con ạ. You can you. Nước thuốc nhỏ mắt. Eye drop. Eye drop là thuốc nhỏ mắt. Eye drop. Để làm gì? Cho đôi mắt mệt mỏi của bạn nói sao? For, cho là for. Your tired eyes. Đọc lại nè. You can you. Eye drop. You can you. Eye drop. For your tired eyes. For your tired eyes. Được không? You can you. Eye drops. For your tired eyes. Number 4. Green tea is a popular. Đọc lại coi. The green tea is a popular drink in my country. Đúng rồi. Green tea is a popular drink in my country. Bạn nào dịch được câu này? Trà xanh. Nước trà xanh đó con. Là một thức uống phổ biến, một đồ uống phổ biến ở đất nước tôi. Country trong trường hợp này các bạn sẽ dịch là đất nước. Trà xanh là một đồ uống phổ biến ở trong đất nước của chúng tôi. Number 5 nào, câu số 5 nào. Physical activity đứng đầu câu. Nghĩa là gì? Help nè. Keep you nè. Help keep you strong nè. And gì? Active. Active là năng động. Những hoạt động về thể chất. Những hoạt động về thể chất này. Giúp cho giúp gì? Help keep you. Giúp giữ cho bạn khỏe và tích cực. Năng động. Tăng động hay năng động? Tăng động. Tăng động hả? Rồi viết vô đi. Cần đọc lại không? Đọc lại không hư? Đọc lại Lì. Physical activity.